Theo tin tức trên chinh.vn, tuổi trẻ, ngày 20 tháng 2, Công an huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Văn Quang về tội hiếp dâm theo khoản 1, điều 141 Bộ Luật Hình Sự. Nạn nhân trong vụ án này chính là vợ Quang, chị V, sinh năm 1988, thường trú tại xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình. Qua điều tra, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, vợ Quang đã gửi đơn ly hôn lên Tòa án Nhân dân huyện Lộc Bình và bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống từ tháng 8 năm 2019 sau 10 năm chung sống. Vì muốn níu kéo hôn nhân, Quang nhiều lần đến nhà vợ níu kéo tình cảm song bất thành. Khoảng 18 giờ ngày 5 tháng 2, anh ta chạy xe máy đến nhà bố mẹ vợ với mong muốn hàn gắn. Khi vợ ở nhà một mình, Quang rút dao đe dọa và dùng vũ lực khống chế để vợ ép quan hệ tình dục. Sau khi gây án, Quang cầm dao đi đến cầu Hắc Lại ở thôn Pò Len, thị trấn Lộc Bình vứt dao xuống sông. Còn chị V, sau khi bị chồng hiếp dâm đã viết đơn trình báo sự việc đến công an. Let's Block Us, Oi.